Luskada giao bóng. Lần này thì đến lượt Hà Ngọc Diễm ghi điểm. Bóng trong sân. Điểm số được nhận lên. Phòng thủ rất hay. Học Diễm. Và sự lên bóng rất khéo của Hà Ngọc Diễm. 11 chín. Dinh Mỹ Long là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm Trần Hồng Thấm. Lại là một pha cài bóng rất khéo. Tiền 13 chín. Cắt tay chặn. Giao bóng khá tốt của Hà. Lại một cơ hội cho Trường Hình Vĩnh Long ghi điểm. Tấn công từ đằng sau quá tốt. Vừa rồi là pha bắt bóng bước một không được tốt của vận động viên Michelle Teresa. Chính từ pha bắt bóng bước một không được tốt của Teresa đã giúp cho đội bóng. Trên sân lúc này thì đứng ở hàng sau của đội hình thi đấu của Trường Hình Vĩnh Long, cả Mỹ Thu và Hà Ngọc Diễm đều là những vận động viên có bóng rút một không được tốt và phải đánh giá bóng rút một cho đội nữ Trường Hình Vĩnh Long lúc này, đó là Lydia Yến Nhi. Và kết thúc quá tốt của Hà Ngọc Diễm. Nhà Phương. Mỹ Thu. Pha xử lý quá khéo của Hà Ngọc Diễm. Lại là một pha bỏ nhỏ thành công của Hà Ngọc Diễm. Tiền cho nên Vĩnh Long 21 18. Và người đội sân là Luskada. Wami. Và bóng nhẹ nhưng rất hiểm hóc của Hà Ngọc Diễm. Lại là một pha khai thác khoảng trống quá hay của Hà Ngọc Diễm. Điểm số là 24-19. Điểm 24-19. Thank you.
bóng trong sân. Tốt của Hà Ngọc Diễm. Tiền truyền hình Vĩnh Long 17-8. Tốt dừng lại tự do bóng hỏng.